Tử vi tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo. Chào các bạn! Các bạn có thể xem từng cung trong phần mô tả và bình luận của video này. Đừng quên đăng ký ủng hộ kênh FNL Vận Mệnh và Nhân Sinh. Bạch Dương gặp bác sĩ khi có vấn đề sức khỏe. Tuần này có thể bạn sẽ gặp một số rắc rối vì lý do sức khỏe. Trong tình huống như vậy, hãy đến gặp bác sĩ để có phương pháp điều trị thích hợp tránh lãng phí thời gian khiến các vấn đề của bạn có thể leo thang đặc biệt là trong tuần này bạn sẽ phải tránh thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư dài hạn nào lựa chọn tốt nhất cho việc này là đi chơi với bạn bè và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ vì điều này sẽ giúp bạn có cơ hội phát huy khả năng tư duy cũng như đạt được sự bình yên tuần này bạn chia sẻ công việc gia đình với mọi người Điều này sẽ giúp bạn củng cố mối quan hệ với các thành viên khác. Tuần này, khía cạnh thuận lợi của các hành tinh sẽ hoạt động có lợi để hỗ trợ bạn. Do sao Thổ hiện diện trong ngôi nhà thứ 11 đối với dấu hiệu Mặt Trăng, nhờ đó, bạn sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp, đối mặt với một số thử thách và trở ngại chưa từng có và đạt được tiến bộ. Học sinh sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Bạn sẽ nhận được thành quả của sự chăm chỉ trong suốt năm nay kim ngưu tránh uống rượu đừng bỏ qua sức khỏe của bạn trong tuần này và tránh uống rượu càng nhiều càng tốt bạn có thể uống rượu quá mức bạn có thể làm hỏng sức khỏe của mình tuần này bạn sẽ tràn ngập những ý tưởng sáng tạo và có thể kiếm được lợi nhuận tốt bằng cách tận dụng chúng để kiếm tiền tuy nhiên hãy đọc kỹ mọi tài liệu trước khi đặt bút ký tuần này bạn có thể thảo luận với những người lớn tuổi trong nhà về việc mua một tài sản mới trong giai đoạn này bạn không chỉ có thể nhận được sự hỗ trợ của họ mà nếu bạn cần một số trợ giúp về tài chính thì họ sẽ giúp đỡ bạn do công việc và trách nhiệm bổ sung bạn sẽ vẫn hơi căng thẳng trong tuần này do đó bạn có thể mắc một số sai lầm điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của bạn song tử cơ hội tiết kiệm tiền bạc hãy nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe tốt vì bạn sẽ có nhiều thời gian cho bản thân trong tuần này nên cần tận dụng tối đa khoảng thời gian này để ra ngoài đi dạo hàng ngày và nếu có điều kiện thì có thể thực hiện một số bài tập thể dục đơn giản tại nhà về vấn đề tài chính trong tuần này bạn sẽ thu được lợi nhuận tốt ngay cả khi không cần vất vả để duy trì đà phát triển bởi vì trong thời gian này Vị trí của các hành tinh cho thấy rằng các khoản chi ngoài dự kiến của bạn sẽ vẫn ở mức rất thấp. Điều này sẽ giúp bạn tích trữ tài sản của mình ở mức độ lớn. Tuần này, bạn có thể xin nghỉ phép để hoàn thành nốt những công việc nhà đang tồn đọng. Bây giờ bạn sẽ cần thêm một ít thời gian hơn bình thường để hoàn thành nó. Nhưng nhìn thấy nỗ lực này của bạn, các thành viên trong gia đình sẽ rất hài lòng với bạn. Tuần này, Phương pháp làm việc mới của bạn sẽ thu hút người khác. Nếu liên kết làm ăn sẽ thu được lợi nhuận cao và có cơ hội gặp gỡ các nhà đầu tư mới. Điều này sẽ giúp bạn có được lợi ích trong tương lai. Đối với những người bạn đang nghĩ đến việc theo đuổi con đường học vấn cao hơn thì thời điểm này sẽ đặc biệt tốt, bởi vì bạn sẽ nhận được kết quả thuận lợi. Cự giải, tránh phản kháng lại bố bạn nên ăn trái cây tươi và rau xanh để không bị căng thẳng về thể chất và tinh thần với sự giúp đỡ của cha mẹ trong tuần này bạn sẽ có thể thoát khỏi bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính nào trong quá khứ nhờ đó bạn không chỉ thoát khỏi căng thẳng tinh thần mà còn thành công trong việc nỗ lực đi đúng hướng sau khi cải thiện tình hình cách cư xử của bố đối với bạn trong tuần này có thể khiến bạn rất khó chịu vì rất có thể họ sẽ la mắng bạn về bất cứ điều gì bạn nói trong tình huống như vậy hãy cố gắng duy trì hòa khí gia đình tránh phản ứng lại nếu không mâu thuẫn có thể gia tăng những người thuộc cung hoàng đạo của bạn có khả năng đạt được kết quả xuất sắc về mặt nghề nghiệp như tăng tiền hoặc thăng tiến trong công việc bạn sẽ có thể đạt được tất cả những điều đó bằng cách sử dụng mọi chiến lược ngoại giao với kỷ luật và sự chăm chỉ của mình Đối với những sinh viên đang chuẩn bị cho các kỳ thi cạnh tranh, tuần này sẽ bất lợi hơn một chút so với bình thường. Bởi vì có khả năng do một số hoạt động, tâm trí của bạn có thể bị phân tâm. Để tránh tình trạng như vậy, bạn cần đạt được sự cân bằng phù hợp giữa việc học và các nhiệm vụ khác. Sư tử, chú ý đến đồ đạc quý giá. Tuần này, bạn đừng quá phụ thuộc vào sức khỏe của mình và hãy cố gắng bồi bổ sức khỏe. Do đó, hãy tiếp tục nỗ lực hướng tới sức khỏe tốt hơn tuần này bạn sẽ cần phải chăm sóc đặc biệt cho đồ đạc của bạn vì có khả năng ai đó tại nơi làm việc có thể lấy cắp đồ quý giá của bạn điều này cũng khiến bạn bị tổn thất về tiền bạc vì vậy tốt hơn hết là đừng lơ là chút nào về sự an toàn của đồ đạc của bạn bạn sẽ thỉnh thoảng nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị em của mình trong cả tuần và bạn sẽ có thể dẫn dắt cuộc sống gia đình của mình một cách bình lặng và hạnh phúc vì vậy sẽ tốt hơn nếu bạn thảo luận mọi thứ với anh chị em của mình hàng ngày những người làm kinh doanh liên quan đến nước ngoài gặp rắc rối do một số khó khăn pháp lý trong sự nghiệp của họ vì vậy bằng cách chuẩn bị tài liệu ngay từ đầu bạn có thể tự bảo vệ mình theo nhiều cách tại thời điểm này Học sinh sinh viên hãy giữ khoảng cách với tất cả những người có thể lãng phí thời gian của bạn vào những việc vô bổ. Sư nữ, kiểm soát cảm xúc tại nơi làm việc. Trong tuần này tại nơi làm việc, bạn sẽ cần kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là sự tức giận, vì bạn có thể bị đồng nghiệp lừa đến mức còn gây gổ với họ. Như vậy, không những hình ảnh của bạn bị tổn hại mà bạn còn có thể dùng những ngôn từ thô tục với họ đồng thời không kiềm chế được cảm xúc của mình thu nhập của bạn sẽ tăng lên trong tuần này vì vậy bạn cũng có thể lên kế hoạch tích chữ tiền của mình cho tương lai hãy nhớ rằng bạn nên thực hiện mọi loại hình đầu tư nếu tuần này bạn muốn người nhà đối xử tốt với mình thì bạn cũng phải đối xử với họ như vậy bởi vì bạn dễ có những lời nói bồng bột với các thành viên trong gia đình trong giai đoạn này do đó thỉnh thoảng bạn nên tương tác với họ một cách thân thiện nếu bạn đồng ý với câu thời gian là tiền bạc thì bạn sẽ phải thực hiện tất cả các bước cần thiết trong tuần này ngay lập tức để đạt đến đỉnh cao bằng khả năng của mình nếu không bạn sẽ tiếp tục suy nghĩ và lập kế hoạch trong khi người khác vượt qua bạn những người đang chuẩn bị cho các nghiên cứu cao hơn sẽ có thể đạt được thành công dù chỉ cần một chút nỗ lực vì thời gian sẽ rất thuận lợi Hãy tận dụng tối đa thời gian này và không bao giờ để mọi thứ trôi qua. Thiên Bình, tài chính củng cố. Bạn sẽ ít có khả năng mắc bất kỳ căn bệnh nghiêm trọng nào trong tuần này, ngoài những lo ngại nhỏ về sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn bị ngã thì đừng phụ thuộc vào việc điều trị tại nhà. Trong trường hợp mắc bất kỳ bệnh theo mùa nào, bạn hãy dùng thuốc theo lời khuyên của bác sĩ. Tuần này sẽ củng cố khía cạnh tài chính của bạn sau một thời gian dài vì bạn sẽ thành công trong việc tiết kiệm tiền bằng cách kiểm soát mọi chi tiêu của mình. Tuần này bạn sẽ nhận ra rằng các thành viên trong gia đình không hài lòng lắm với bạn, bất kể bạn đang làm gì vì điều đó. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu bạn dành thời gian cho các thành viên trong nhà hơn là tự trách móc bản thân và chờ đợi mọi chuyện được cải thiện. Trong suốt tuần này bạn sẽ thực hiện mọi công việc tại nơi làm việc một cách có trách nhiệm tập trung và có tổ chức hơn do đó bạn cũng sẽ có thể mang lại hiệu quả tốt nhất tại nơi làm việc ngoài ra một số người thuộc cung hoàng đạo của bạn cũng có thể có cơ hội gia nhập một công ty nước ngoài trong giai đoạn này tuần này học sinh sẽ cảm thấy thêm một số áp lực do việc học của mình do đó bạn cũng có thể gặp một số khó khăn trong việc ghi nhớ các môn học bọ cạp cẩn thận đồ đạc bị đánh cắp tuần này bạn sẽ quan sát thấy nhiều thay đổi quan trọng và tích cực về sức khỏe của mình chỉ cần một vài nỗ lực vào lúc này bạn có thể cải thiện sức khỏe và tinh thần cũng như thể chất của bản thân sẽ tốt hơn tuần này sẽ có tổn thất tài chính trong bất kỳ hình thức du lịch nào bởi vì có khả năng trong bất kỳ hành trình nào thậm chí bất kỳ đồ vật có giá trị nào của bạn có thể bị thất lạc hoặc bị đánh cắp vì vậy cảnh giác và chăm sóc đồ đạc của bạn sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn trong tuần này tuần này người bạn đời của bạn sẽ giúp bạn hòa giải gia đình và điều này cũng chứng tỏ là điều có lợi nhất cho bạn những người thuộc cung này hợp tác kinh doanh sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết để thoát khỏi mọi tổn thất trước đó trong giai đoạn này bởi vì thời gian này sẽ tốt hơn nhiều cho sự nghiệp của bạn bạn sẽ gặp một số nhân vật lớn và lập kế hoạch phù hợp để mở rộng kinh doanh Học sinh thuộc cung hoàng đạo này sẽ đạt điểm cao trong học tập trong tuần này. Nhân mã, cơ hội gia tăng tiền. Các doanh nhân đã thực hiện một thỏa thuận trong quá khứ để thu được lợi nhuận có thể nhận được một dấu hiệu tốt lành trong tuần này. Bởi vì giao dịch của bạn có thể rất thành công, đó là lý do tại sao bạn có thể thấy một số cơ hội phát sinh tiền. Tuần này, bạn sẽ phải thực hiện một số công việc gia đình và nội trợ, điều này sẽ khiến bạn mệt mỏi hơn trong tình huống như vậy đừng dồn hết sức lực vào một nhiệm vụ duy nhất mà hãy thực hiện mọi nhiệm vụ một cách chậm rãi và đúng cách trong thời gian này nếu cần bạn cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của các thành viên khác trong gia đình sức mạnh ý chí của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn do ảnh hưởng của nhiều hành tinh tốt lành nhờ đó bạn sẽ có thể đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp của mình trong thời gian này bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội như vậy Điều này sẽ tạo ra một khoảng thời gian tốt. Tuần này, học sinh sẽ chú tâm vào việc học và đạt được kết quả thuận lợi. Market, nỗ lực về tài chính. Nhiều thay đổi tích cực về sức khỏe của bạn trong tuần này sẽ giúp bạn tương tác với người khác và đời sống xã hội sẽ được nâng cao. Mặc dù dòng tiền vào ra liên tục trong suốt cả tuần, nhưng bạn có thể cảm thấy rằng mình đã tiêu rất nhiều tiền vào cuối tuần. Do đó, trong khi tận dụng mọi cơ hội, hãy tiếp tục nỗ lực để trở nên mạnh mẽ về tài chính. Tuần này kiến thức của bạn sẽ có ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Sự công hiến và làm việc chăm chỉ của bạn có thể mang lại cho bạn sự tiến bộ. Nhưng đối với điều này, bạn cũng sẽ phải tăng bốc cấp trên của mình. Điều này có thể làm hỏng hình ảnh của bạn trước mặt người khác. Học sinh có kế hoạch du học sẽ cần phải tập trung vào mục tiêu của mình. Bảo Bình tránh rượu bia. Về sức khỏe, tuần này sẽ tốt hơn bình thường một chút. Đặc biệt là đầu tuần sẽ tốt bởi vì lúc này bạn sẽ thấy mình rất khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, trong thời gian vui chơi, tiệc tùng, bạn nên tránh uống rượu bia nếu không sức khỏe có thể xa sút Nếu bạn đang làm việc trong cơ quan chính phủ thì tuần này sẽ quan trọng cũng như tốt hơn cho bạn. Bởi vì trong thời gian này, bạn có thể sẽ nhận được các lợi ích và phần thưởng điều này sẽ mang lại cho bạn một mức lợi nhuận tốt tuần này bạn có ý định mua nhà hoặc cải tạo ngôi nhà cũ của mình ngoài ra bạn sẽ chi một số tiền cho việc trang trí và điều này sẽ không ảnh hưởng đến tài chính của bạn mặc dù bạn sẽ tham gia vào rất nhiều công việc trong tuần này nhưng bạn có thể chứng kiến một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc bên trong mình mặc dù vậy trong thời gian này bạn có thể không hoàn thành tất cả công việc của mình trước thời hạn. Học sinh hãy dồn toàn bộ sức lực vào việc học trong tuần này để đối mặt với gánh nặng của các kỳ thi. Song ngư, không đầu tư vào đầu tuần. Tuần này, bạn cần tránh xa những người thân, bạn bè luôn cố gắng lợi dụng tiền bạc của bạn. Cùng với đó, nếu bạn có liên quan đến kinh doanh, bạn không nên đầu tư vào đầu tuần. Nhìn chung, Tuần sẽ ở mức trung bình xét trên quan điểm tài chính. Tuần này, bạn có thể gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn của xã hội. Trong tình huống như vậy, bạn cũng phải cố gắng cho chính mình trong khi tận dụng cơ hội này một cách thích hợp. Bởi vì cuộc gặp gỡ này sẽ giúp bạn nhận được sự tôn trọng và phẩm giá trong gia đình, cùng với một vị trí cao trong xã hội dự đoán sự nghiệp trong tuần này cho thấy những người thuộc cung hoàng đạo này sẽ thu được những kết quả tích cực nhờ vị trí thuận lợi của nhiều hành tinh vì vậy trong giai đoạn này họ cũng được cho là sẽ kiếm được nhiều tiền từ các lĩnh vực khác nhau bạn cần tránh uống nhiều rượu và lái xe nhanh thời điểm này sẽ đặc biệt tốt cho những sinh viên đang theo đuổi con đường học vấn cao hơn kính chúc các bạn luôn may mắn mạnh khỏe và thành công nếu thấy hay và ý nghĩa hãy thích bình luận chia sẻ và đăng ký kênh fnl để được cập nhật video mới nhất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi